Xin chào các bạn đã quay trở lại với The Channel và mình là Duyên. Các bạn đang đến với chương mục Điểm tin công nghệ. Hôm nay là ngày 25 tháng 1, cũng là ngày mà Note F1 chính thức lên kệ tại Việt Nam. Cho nên là Duyên vừa tranh thủ mượn được một chiếc hộp Note FE nguyên siêu từ Di Động Việt để trên tay cho các bạn thấy đây. Nhưng mà mình không có đi quá sâu cũng như là không có quy hộp đâu, tại vì mình đã làm trước đó rồi, cũng như là mình có những cái video so sánh về em này rồi. Cho nên là các bạn có thể coi lại video ở link bên dưới nha. Mình chỉ đưa ra một vài thông tin về cái chương trình ưu đãi của Note FE thôi. Thì tại showroom của Di Động Việt đang có chương trình khuyến mãi giảm trực tiếp 2 triệu cho sản phẩm Note FE. Tức là các bạn không phải cần bỏ ra là 13,9 triệu như trước, chỉ cần là 11,9 triệu thôi là có thể sở hữu chiếc flagship này rồi. Nếu vẫn còn phân vân hoặc là lưỡng lự thì các bạn cứ đến với Di Động Việt để trải nghiệm thử sản phẩm rồi mình đưa ra quyết định cũng đâu có muộn đâu, đúng không nào? Chúc cho các fan và các bạn yêu thích công nghệ có những trải nghiệm mới mẻ và có những sự lựa chọn hài lòng nhất nhé. Tiếp theo sẽ là câu chuyện giảm giá của iPhone 10. Ngay tại thời điểm hiện tại thì các bạn vẫn nhớ cái ngày mà iPhone 10 mở bán được đầu tiên vào ngày 3 tháng 11 không? Với giá là 68 triệu cho phiên bản là 256GB. Sau đó thì mức giá lại giảm một cách đáng kể theo bậc thang. Và cho tới thời điểm hiện tại, khi mà hàng chính hãng sắp về nước ta thì hàng xách tay lại tranh thủ định đoạt một mức giá hợp lý hơn. Theo bản báo giá ngày 24 tháng 11 thì nhiều cửa hàng rao bán iPhone 10 64GB ở mức phổ biến là 28 triệu, có cửa hàng thì chỉ hơn 27 triệu. Bản 256GB thì chỉ còn có 33 triệu. Theo đó thì iPhone 9 hãng sẽ được bán với giá là 30 triệu cho bản 64GB và 34,8 triệu cho bản 256GB và cho đặt trước là từ ngày 11 tháng 12 và bán ra vào ngày 8 tháng 12. Tuy năm nay không có sự phân hóa sâu sắc về giá bán hay là mức độ yêu thích của khách hàng đối với các màu khác nhau như năm trước, nhưng mà giá biến động tùy theo nguồn hàng và tùy theo nhu cầu của người dùng. Nếu như mà nguồn hàng thiếu thì giá nhập sẽ có sự thay đổi ngay lập tức cho phù hợp. Hiện tại là do bảng màu bạc đang có hiện tượng là khan hàng nhẹ, cho nên là model này sẽ bán với mức giá cao hơn 500.000 đồng so với màu xám. Hiện tại thì theo thông tin từ một số cửa hàng cho biết thì họ cũng đã bắt đầu nhận đặt mua các sản phẩm iPhone 10 khóa mạng, như thực tế máy chưa được về nước. So với máy quốc tế thì những model này có thể được bán với giá là thấp hơn 4 đến 5 triệu đồng với máy đã kích hoạt. Đây có thể là lựa chọn khác cho những người muốn sở hữu chiếc siêu phẩm mới nhất, đồng thời là tiết kiệm chi phí. Cùng với sự quay lại của SIM ghép thần thánh phiên bản mới về nước cũng tạo điều kiện tốt để cho khách hàng có thể sở hữu loại sản phẩm lock này với mức giá là mình dễ kiểm soát hơn. Cuối cùng thì các bạn cùng Duyên hãy nhìn lại ngày Black Friday, mặc áo màu đen nữa. Đó là hôm qua mình cũng có lang thang một vòng tại các trung tâm mua sắm để hưởng ứng ngày Black Friday. Thế nhưng nhìn mức giá và cách giảm giá tại một số nơi thì mình thật sự cảm thấy không yên tâm lắm. Thế cho nên là vẫn chưa quyết định được mua gì vào cái ngày hôm đó. Sáng nay thì dạo quanh một vòng thông tin thấy vẫn còn dư âm của Black Friday tại một số cửa hàng cho đến tận ngày 27 tháng 11 mới hết. Mà như các bạn cũng biết thì từ lâu cái câu chuyện mà quảng cáo giảm giá tới 30-50% trong những dịp khuyến mãi như là Black Friday của nhiều doanh nghiệp trong nước luôn bị người tiêu dùng tố là giảm giá ảo nè, sử dụng chiêu trò để bẫy. Về lý thì nhiều nhà bán hàng cho rằng họ không sai vì đăng đúng thông tin và giá bán đề nghị của hãng và sau đó công bố giá bán thực tế để khoe cho người tiêu dùng biết là họ đang giảm giá lên đến 30-40%. Thế nhưng mà người tiêu dùng hiện nay đã có rất là nhiều kinh nghiệm hơn nè, không dễ tin ngay vào những chiêu trò giảm giá khủng và ảo như vậy. Thông qua các công cụ tra cứu như là Google hoặc là các trang so sánh giá thì người tiêu dùng sẽ dễ dàng phát hiện ra đó có phải là khuyến mãi thực sự hay không và giá có tốt đến như vậy hay không. Theo khuyến cáo của những người có kinh nghiệm thì để mà tránh mắc bẫy khuyến mãi ảo thì người tiêu dùng có thể sử dụng các trang so sánh để nắm bắt thị trường và công cụ tìm kiếm Google để so sánh các giá bán của một số sản phẩm tại các trang thương mại điện tử và siêu thị điện máy. Sau khi tra giá cần rồi chúng ta hãy gọi đi trực tiếp đến nơi bán, hỏi kỹ về cái giá bán cuối cùng cũng như là các khuyến mãi đi kèm để đảm bảo quyền lợi. Đó là chuyện tại Việt Nam. Còn trong một diễn biến khác tại Mỹ liên quan đến Black Friday, đó chính là Jeff Bezos, nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon, trở thành người đàn ông 100 tỷ đô đầu tiên trên thế giới nhờ hiệu ứng Black Friday. Giá cổ phiếu Amazon lên mức cao kỷ lục luôn. Ông là người đầu tiên trên thế giới có tài sản ròng trên 100 tỷ USD. Ngoài tài sản trong Amazon thì Bezos còn có gần 3 tỷ USD cổ phần trong công ty tên lửa Blue Origin mà ông cũng là chủ của tờ Washington Post. Bezos đã vượt qua Bill Gates để trở thành người giàu nhất thế giới vào tháng 10 năm 2017 này. Vừa rồi là những thông tin mà The Channel đã tổng hợp cho các bạn. Thì các bạn quan tâm đến thông tin nào thì hãy cùng bình luận sôi nổi bên dưới nha. Chứ một mình mà Duyên tự nói rồi không có ai tương tác thì cũng hơi kỳ kỳ mà cũng buồn nữa. Vậy nha, sẵn tiện các bạn hãy like, subscribe The Channel ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.